Chúng ta đang vui xuân thì cũng không phải của bạn, ok. Chúng ta đang vui xuân thì cũng không thể nào quên được tình trạng đang xảy ra ở Việt Nam trong những năm qua. Nào là thảm họa Formosa đã gây ra ô nhiễm môi trường biển, cá chết trắng bờ và người dân đã lâm vào cảnh khốn khổ. Và bên cạnh đó thì tình hình Biển Đông ngày càng dậy sóng với sự lấn chiếm phi pháp của Biển Đông của quân Bạch Diều Thăng Cờ. Và người dân trong nước và ngoài nước quặn đau, lo lắng trước cho sự tồn vong của đất nước. Và vì lòng yêu nước mà người dân đã đứng lên biểu tình, thì địch bắt bớ, đánh đập, giam cầm, chẳng hạn như là những tù nhân lương tâm như là Trần Bình Duy Thức, Lê Nguyên Kha, Trần Vũ Anh Bình, luật sư Lê Quốc Quân, mẹ nấm Nguyễn Hoàng Như Quỳnh và mới đây là chị Trần Thị Nga ở Hà Nội. Và sau đây xin mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm Trả Lại Cho Dân là một sáng tác được sáng tác ở trong nước để nói lên quyền được tự do dân chủ ở Việt Nam. Tôi xin nói qua một vài lời tin tức ý nghĩa của cái bài hát này. Wir feiern heute das Frühlingsfest, aber wir vergessen die schlechte Lebenssituation in Vietnam nicht. Die Umweltkatastrophe von dem Stahlkonzern Formosa in Vietnam, verursacht durch giftige Chemikalien, die Umweltverschmutzung an der Küste Vietnam und bringt die Fische um ihre Existenz. Und dann eine Expansionspolitik der Stärken von China bringt Unsicherheit an der Gewässer Vietnam auf dem Ostmeer. Die Menschen gehen protestieren und wurden von den Sicherheitskräften geprügelt und festgenommen. Also die gewissen Gefangenen, wie viele einige Vietnamesen und Neuerfahren von einer Frau Jan Thi Nga wurden verhaftet. Es gibt keine Pressefreiheit. Versammlungsfreiheit, die Menschenrechte werden in den Füßen getreten. Das liegt jetzt ein mit dem Sinn, gebe dem Volk das Selbstwertgefühl zurück, ist eine Erinnerung an Vietnam. Das ist das vorletzte Lied und dann kommt das Lied Vietnam, Vietnam. Hey!
mê. That's literally ice Việt Nam. But if we take a time out of that's literally so big up to bones in Vietnam. That's ice. This in hands is a little Vietnam. This bones is for freedom. Vietnam is about for freedom. Vietnam wants try hard, but Vietnam respect the intention of the other. We need to defend the other.